Đó thì hiện tại tất cả các trang mạng Facebook đang bị gặp sự cố nha các bạn. Khi bạn đăng nhập tài khoản vào á, thì lúc các bạn nhập mật khẩu thì nó sẽ không vào được nha. Đó, nó cứ báo là không đăng nhập được. Đó, cho dù các bạn nhập mật khẩu đúng. Khi các bạn đăng nhập mật khẩu vào thì nó sẽ dăng ra nha, nó không vô được nha. Thì cái hiện tượng này thì Facebook nó đang gặp phải sự cố nha bạn. Đó, cho nên các bạn sẽ chờ đợi cho cái bên bộ phận của Facebook họ sẽ bảo trì cái hệ thống Facebook lại nha. Không vào được nha bạn. Facebook đang bị đang gặp lỗi nha bạn, cho nên là các bạn đừng hoang mang nha. Tất cả mọi người ai cũng bị hết nha, chứ các bạn đừng có nghĩ là chỉ riêng mình các bạn vậy nha.